Sáng ngày hôm nay quý vị đã được trải nghiệm 1 tiếng rưỡi chúng ta đi thiền, thì chúng ta trải nghiệm qua 2 cái cực hạn của bản thân, đó chính là buồn ngủ. Và khi mình đi thiền, quý vị thấy đó, sáng 3 giờ rưỡi dậy rồi mình chuẩn bị nguyên một buổi sáng như vậy, mình cảm thấy rất là buồn ngủ. Thậm chí bây giờ nhiều người chắc họ cũng mong sao tranh thủ ăn trưa xong rồi nằm lăn một giấc ngủ bù đấy. Thì chúng ta sẽ thấy bình thường á, cái giấc ngủ mình cứ nghĩ nó không là cái gì đâu, chắc nó cũng bình thường đó. Nhưng mà khi mình đi tu, mình mới thấy cái giấc ngủ nó ghê gớm. Tại sao mà cái sự ngủ nghỉ nó lại trở thành một trong 5 cái truyền cải, tức là cái sự hôn trầm? Đâu phải đơn giản, rất là khó, và mình phải nỗ lực để mình vượt qua. Chính bởi vì lẽ đó, vào cái thời điểm 4 giờ sáng thì sư cho quý vị đi thiền liên tục cho đến 5 giờ rưỡi, chứ sư không cho quý vị ngồi thiền. Cái này không phải là do sư tự ý chế ra, mà các vị tỷ kheo vào thời Đức Phật ấy, các ngài khi mà nỗ lực tu hành tinh tấn, các ngài vào cái thời điểm này, thời điểm đó trong ngày, các ngài vẫn nỗ lực đi thiền. Thậm chí có vị đi thiền đến cái mức độ là bị té gãy chân, do trời tối đường nó khó đi. Có vị nỗ lực đi thiền đến mức mà bàn chân nó rướm máu. Quý vị để ý, trong kinh tạng có rất nhiều những cái đoạn mô tả vị tỳ kheo đi thiền vào ban đêm nha. Chỉ có cái buổi mà đầu hôm á thì mới ngồi thiền thôi, chứ còn mà cái giấc mà vào canh cuối, canh giữa và canh cuối thì thường là nên đi thiền. Bởi vì khi đó cái hôn trầm nó rất là dữ dội, và mình phải đi thiền để mình vượt qua nó. Chúng ta thì khoảng canh giữa chúng ta vẫn còn ngủ, nhưng mà canh cuối thì mình phải nỗ lực mình đi thiền, đừng có ngồi. Không phải sư làm khó quý vị đâu, mà sư thừa sức biết giờ đó mình ngồi là mình gục. Và chúng ta rất là nhiều những cái người trẻ thì 1 tiếng rưỡi mình đi, nếu mình đi thông thả thôi, nó không có tới mức độ và là nó mỏi chân lắm đâu. Và xin thưa sư đã nói với quý vị là mình cần đẩy cái cực hạn của mình trong cái việc đi thiền, để mình biết mình đi như thế nào thì nó là cái giới hạn của mình, và mình vượt qua nó thì mình mới thấy được cái sự khổ. Bình thường á, quý vị ngồi thiền, quý vị thấy đau rồi mình ráng mình nỗ lực mình vượt qua cơn đau, chứ ít ai để ý cái chuyện là bản thân cái việc đi thiền, mà mình đi thiền đến cái mức mà chân nó rã rời, thậm chí nó đau, nó nhức, rồi mình vượt qua nó, thì mấy ai vượt qua cơn đau khi mà đi thiền? Người ta đa thông thường mỗi chân hoặc là chỉ hơi nhóm đau là mình đã kiếm chỗ mình ngồi rồi, mình đã có cái lý do để mình ngồi. Xin thưa, cứ tiếp tục lê bước chân đi thiền, thì khi đó mình mới vượt qua cơn đau. Tại sao quý vị vượt qua cơn đau khi ngồi thiền mà quý vị không vượt qua cơn đau khi đi thiền? Đó là chưa kể 1 tiếng rưỡi đi thiền thì nó chưa có gì đâu, chưa đâu. Có vị tỷ kheo vì đó đi thiền đến cái mức độ là chân vì đó rướm máu đó, thì
thì gọi là cái con đường của vị đó đi kinh hành, máu nó tuôn nó đổ ra mà vị đó vẫn tiếp tục đi, đi đường núi chứ phải đi đường đường như mình được lót cho nó ngon lành đó. Đó, máu nó chảy lên láng và vị đó mới suy nghĩ là ta hành như vậy thì nó khổ quá, cho nên mà không có được cái gì hết thì thôi, mới vị đó mới suy nghĩ đến cái chuyện là hoàn tục. Thì Đức Thế Tôn mới đưa ra một cái ví dụ là dây đàn ấy, trùng quá thì nó không có kêu, căng quá nó đứt, chỉ có dây đàn vừa phải thì nó mới phát ra tiếng kêu. Nhưng mà mình thử hỏi chính mình đã đi thiền đến cái mức độ chân rướm máu chưa? Chưa. Mà mình chưa đi được cái tới mức độ đó, mình chỉ mới chân nó mỏi thôi là mình đã lo mình ngồi rồi. Thì cái trung đạo của mình nằm ở chỗ nào? Hay là mình đang là cái sợi dây nó bị trùng? Cho nên ấy, buổi sáng ráng đi thiền mình sẽ, mình phải đi thiền. Bởi vì mình cần vượt qua sự hôn trầm, vượt qua sự giả dễ, gọi là sự giả dưỡi. Và mình cần phải trải nghiệm cái cực hạn của mình trong việc đi thiền. Thông thường á, mình ngồi thiền có thể ngồi được chừng nửa tiếng thôi, nhưng mình đi thiền hoàn toàn có thể đi được hơn một tiếng. Cái khả năng đi thiền của chúng ta thường nó sẽ nhiều hơn khả năng ngồi thiền. Nhưng mà sư vẫn luôn nhắc nhở quý vị trong cái oai nghi, mình chỉ ngồi khi nào mình đi không nổi nữa. Tức là cho đến khi mà cái chân nó rung lên nha, mình nhấc lên mà nó muốn sụm xuống, mình đi không nổi nữa, thì khi đó hẳn ngồi. Mà khi nào mình ngồi á, mình vượt qua hết cái cơn đau này đến cơn đau khác, nó đến cái mức độ là mình chịu không nổi nữa. Mình cái cơ thể mình nó rung bần bật, mình chịu không nổi nữa, thì khi đó mình đứng dậy mình đi thiền. Tức là mình phải để cho cái cơ thể này nó vượt qua những cái giới hạn, nó vượt qua cái cực hạn của nó, chứ không có nên nuông chiều nó. Vừa mỏi một tí là mình đứng dậy mình đi, đi vừa mỏi một tí thì mình lại lo mình ngồi. Và sư nhắc quý vị nhớ, nếu như buổi sáng những cô bác lớn tuổi nha mà có bệnh thì cần thiết thì mình lấy cái ghế đẩu này đó, không có cái lưng dựa đó, thì mình ngồi. Tại vì do cái cơ thể mình nó đến hồi đến lúc rồi. Chứ còn những bạn trẻ thì làm ơn làm phước đi thiền giùm sư nghe. Cho nên là sư không khuyến khích cái chuyện là mình ngồi đâu, nhất là buổi sáng, sáng sớm. Còn cái ngày bình thường giờ này nè, cho quý vị ngồi, ngồi thoải mái. Nhưng ngồi cho ra ngồi nha, ngồi cho tới khi nào ngồi không nổi nữa thì mình mới đứng dậy mình đi. Mặc dù á, thiền đa phần chúng ta là người mới, nhưng mà người mới không có nghĩa là mình tự cho phép mình thực hành một cách hời hợt. Mình vẫn luôn phải thực hành một cách nghiêm túc. Và nhớ giùm sư, chỉ khi nào mình thực hành nghiêm túc thì nó mới có kết quả. Sư không gọi cái khóa thiền của sư là khóa thiền tích cực. Bởi vì vốn dĩ hành thiền là chúng ta phải tích cực, chứ làm gì có cái chuyện hành thiền mà nó thoải mái. Sư không hiểu, nếu mà một cái khóa thiền mà mình không có thực hành một cách tích cực thì mình sẽ thực hành cái kiểu gì? Vừa hành thiền mà vừa chơi sao? Thấy không? Cho nên á, sư nói ngay từ hôm qua,
cho quý vị toàn bộ điều kiện tốt nhất có thể. À, từ chỗ ở nè, từ ăn uống nè, từ cách sắp xếp nè, ban tổ chức các thứ, và luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Quý vị góp ý cái gì ban tổ chức đều lắng nghe để cải thiện cái hoàn cảnh tốt nhất cho quý vị. À, nhưng mà bù lại sư và ban tổ chức yêu cầu cái gì ở quý vị? Yêu cầu mình nỗ lực thực hành nghiêm túc. Đó. Giống như bà mẹ, con muốn cái gì cũng được hết trơn á, nhưng mà con học cho giỏi à. À, ngoài ra là con muốn ăn cái gì mẹ cho ăn, con muốn mặc cái gì mẹ cho mặc, con muốn cái gì cũng được hết mà con học phải học giỏi. Thì cũng tương tự như vậy đấy. Thành ra ráng nỗ lực ha. Cái thái độ hành thiền á, nó sẽ quyết định cái việc chúng ta thực hành có kết quả tốt đẹp hay là không. À, mình hành nghiêm túc thì mình sẽ có kết quả tốt. Còn mình hành hời hợt thì cái kết quả mình có được nó cũng hời hợt. Và nếu như mà mình không nghiêm túc thì làm sao mình trải nghiệm được những cái giới hạn của bản thân, rồi từ đó đó mình vượt qua những cái cực hạn đó. Sư nói rồi, ngay cả trong cái việc ngồi thiền, mình ngồi nửa tiếng nó bắt đầu nó tê chân, bắt đầu nó đau chân, nỗ lực vượt qua đi. Qua cái nửa tiếng đó rồi tự nhiên chân nó hết tê, thậm chí nhiều người cảm giác nó đã nữa. À, chân nó hết tê. À, hết nửa tiếng rồi tới 45 phút nó lại tê, nó lại đau, đau khớp. Rồi qua cái 45 phút đó nó lại hết đau. À, rồi tới 1 tiếng nó lại đau. Rồi qua cái 1 tiếng đó nó lại hết đau. Rồi ngồi một hồi tới 1 tiếng rưỡi nó lại đau. Qua 1 tiếng rưỡi nó lại hết đau. À, ngồi tới 2 tiếng nó lại đau một lần nữa. Nó đau, nó thốn như người ta lấy cái dùi, người ta dụi vào ở trong cái xương của mình. À, nhưng mà qua 2 tiếng nó lại hết đau. Các cảm thọ nó đều là vô thường. Mà nếu như mình không nỗ lực ngay từ 30 phút đầu tiên, mình đã lo mình đứng dậy mình đi, mình lo mình duỗi rồi, thì làm sao mình vượt qua được chính mình, vượt qua được những cái cực hạn đó. Mà nhớ, không có ai ngồi thiền mà chết chân, không có ai ngồi thiền mà gãy chân, sư nói thiệt. Cho nên là mình cứ yên chí. Còn cái chuyện mà đi thiền cũng thế. Và sư sẽ hướng dẫn quý vị cách thực hành tứ niệm xứ thông qua cái kinh tạng, chứ không phải là thông qua một cái truyền thống nào đó. Thí dụ như mình theo truyền thống của ngày này, mình theo truyền thống của ngày kia, thì hôm nay sư sẽ hướng dẫn quý vị phương pháp thực hành tứ niệm xứ theo kinh tạng. Kinh tạng hướng dẫn như thế nào thì sư sẽ hướng dẫn quý vị y như thế đó. Thứ nhất, cái con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ, nó đòi hỏi chúng ta phải có sự thanh tịnh của thân và thanh tịnh của tâm. Có rất nhiều vị khi mà điền vào mẫu nói là muốn tu tập hướng đến sự giải thoát, muốn giác ngộ, muốn chứng đắc đạo quả, muốn thoát khổ. Có nhiều vị chỉ đơn giản là mình muốn biết cách hành thiền thôi. Thì dù mục đích như thế nào đi nữa thì mình cũng chỉ đạt được bằng vào việc thanh tịnh thân này và thanh tịnh tâm này. Bằng cách nào? Cái việc thanh tịnh của thân á, nó thông qua việc chúng ta phải giữ gìn giới hạnh, tức là cái giới luật ấy. Chúng ta phải giữ giới một cách nghiêm túc. Trong 10 ngày này sư truyền cho quý vị 8 giới. Ráng gìn giữ 8 giới một cách nghiêm túc. Nhờ cái năng lực của giới hạnh mà thân của chúng ta được thanh tịnh. Nhờ năng lực của giới hạnh mà chúng ta không có lỗi lầm, chúng ta không có trạo cử,
Đấy. Ngoài ra chúng ta còn cần phải thu thúc 6 căn, tức là các cái giác quan của mình thu thúc lại. Mắt bớt nhìn những cái không cần thiết, tai bớt nghe những cái không cần thiết, mũi bớt ngửi những cái không cần thiết, lưỡi bớt nếm những cái không cần thiết, thân bớt xúc chạm những cái không cần thiết, và ý bớt suy tư những cái không cần thiết. Mình chỉ lưu ý những cái gì thuộc về cái vấn đề tu tập thôi, còn ngoài ra những thứ khác đừng có lưu tâm tới nó, mình thu thúc lại. Nó giống như trong tương ưng, ví dụ con rùa, khi mà mấy con chó sói, chó rừng, dã can nó tới tấn công con rùa thì con rùa thu thúc lại, nó co đầu co đuôi co tứ chi nó lại vào trong cái mai, thì những cái con kia không làm gì được nó hết. Và nhờ như vậy con rùa nó được an toàn. Cũng vậy, các cái hình ảnh nè, âm thanh nè, mùi hương nè, vị ngon, xúc chạm, những cái suy tư nó đến với mình mà mình thu thúc nó lại thì nó không làm gì được mình hết. Phòng hộ, nhớ phải phòng hộ 6 căn. Bởi vì nếu như mình không phòng hộ, đến khi mình hành thiền ấy, những cái ký ức cũ nó sẽ xuất hiện. Đặc biệt là quý vị trong những ngày đầu, quý vị sẽ còn những cái hình ảnh từ ở ngoài đời, như là gia đình nè, công việc nè, nó sẽ xuất hiện, thậm chí là nó ám ảnh chúng ta, hoặc thậm chí là chúng ta nhớ đến một cái bộ phim nào đó chúng ta vừa xem, một cái bài ca nhạc nào đó nó hiện ở trong đầu mình. Đó là những cái hậu quả của việc là quá khứ chúng ta không thu thúc 6 căn, bây giờ mình thu thúc nó lại. Những cái cũ nó đến rồi nó sẽ đi. Cho nên cái buổi đầu tiên sư hướng dẫn quý vị hướng dẫn cái gì? Buông. Bất kỳ hình ảnh nào đến với mình, buông. Bất kỳ âm thanh nào đến với mình, buông. Bất kỳ suy tư nào đến với mình, buông. Cứ như vậy mình buông hết, và mình rất là nhẹ nhàng. Nhờ như vậy đó, những cái quá khứ nó đã qua, và khi mình đối diện với những cái sắp tới, mình thu thúc 6 căn mình lại, thu thúc lại ha. Và chúng ta cần phải, khi mà quý vị ở đây đó, thì chúng ta không cần phải lo lắng về cái việc mình kiếm sống. Thành ra là cái sự mà nuôi mạng thanh tịnh chúng ta có. Nhưng mà nhớ nha, cái nuôi mạng thanh tịnh này đó, thứ nhất là chúng ta có được thực phẩm một cách chân chánh. Chúng ta có được bằng cách nào? Bằng cách chúng ta nỗ lực, chúng ta hành thiền, chúng ta nỗ lực, chúng ta giữ giới. Thì những vị thí chủ họ hoan hỷ, họ hộ độ cho khóa thiền chúng ta, hộ độ cho thiền sinh, hộ độ cho những người nỗ lực hành thiền, thì chúng ta có được những thực phẩm đó, nó mới có được một cách thanh tịnh. Còn chúng ta chui vô trong đây mà chúng ta suốt ngày chỉ lo ngủ nghỉ, suốt ngày chỉ lo những cái suy nghĩ, những cái chuyện vớ vẩn, những chuyện nam nữ, thì khi mà người ta cho mình, thí chủ người ta cho mình cái thực phẩm đó, mình thọ nhận thì nó lại trở thành không thanh tịnh. Cái thứ hai xin nhắc để quý vị nhớ này, khi mà mình nhận lãnh, thứ nhất mình nhận lãnh đồ ăn nè, chút nữa mình đi đến nhà ăn mình nhận lãnh đồ ăn, thì mình nhận lãnh bằng cái tâm gì?
Nếu như mình nhận lãnh á, bằng chánh niệm nè, bằng từ tâm nè, bằng hành xả nè, thì khi đó cái thực phẩm của mình á, nó thanh tịnh. Còn nếu như mà mình nhận lãnh, mình đang nhận lãnh, mà mình đang nhận lãnh bằng cái tâm tham, tham thích, trời hôm nay đồ ăn ngon quá, có cái sự tham thích trong đó, là tự nhiên thực phẩm nó bất tịnh. Hoặc là mình nhìn vô mình bất mãn, ủa tôi ăn không được món này, tại sao cho tôi món này. Tự nhiên là mình nhận lãnh bằng một cái sự bất mãn, khó chịu, thì tự nhiên cái thực phẩm của mình ấy, nó sẽ trở nên bất tịnh. Thành ra khi mà mình nhận lấy thực phẩm thì cũng là lúc mình đang tu đấy. Tu ngay khi mình đang nhận lấy thực phẩm để mình ăn. Rồi gì nữa? Rồi khi mình đang ăn thì mình đang ăn bằng cái tâm gì? Nhớ, đang ăn trong chánh niệm, đang ăn trong tâm từ bi, đang ăn trong sự buông bỏ, hành xả. Thì như vậy mình ăn bằng cái sự thanh tịnh, chứ không phải là mình ăn trong khi mình ăn mà mình đầu óc mình nghĩ vẩn vơ, mình nghĩ về chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện gia đình. Nhớ, khi mình ăn mình vẫn tiếp tục, mình sống trong từ tâm, mình vẫn tiếp tục sống trong chánh niệm, mình vẫn tiếp tục mình tu hành nhé. Rồi khi mình ăn xong cũng vậy, mình đứng dậy, mình đem đi, mình để ở cái chỗ cho người ta rửa, thì mình cũng đi đứng trong chánh niệm. Thường chúng ta rất dễ thất niệm. Chúng ta, đầu óc chúng ta đó, chúng ta bắt đầu chúng ta nghĩ về chuyện gia đình, nghĩ về chuyện nhà cửa, chuyện làng trên sông dưới. Thành ra nó đưa đến cái gì? Đưa đến cái thân chúng ta không có thanh tịnh. Và một điều nữa chúng ta nhớ giùm, khi mà chúng ta nhận lãnh bất kỳ cái gì ở trong đây, trong ngôi chùa, thì trong cái khóa thiền, thì chúng ta đều cần phải ý thức được rằng tất cả những cái cung cấp cho chúng ta là nhằm mục đích giúp cho mình tu hành, đưa đến sự chấm dứt khổ, đưa đến sự an lạc cho chính mình. Chứ nó không phải nhằm mục đích để mình nuôi dưỡng cho nó đẹp, không phải nhằm mục đích để cho mình có cái sức khỏe như là mấy cái người mà chơi bời đàn điếm ở ngoài. Nhớ, toàn bộ những cái đồ ăn nè, nước uống nè, điện, đóm, chỗ ở đó, thuốc men, toàn bộ đều giúp cho mình có được điều kiện tốt nhất để mình tu tập, giúp cho mình chấm dứt khổ, để cho mình được hạnh phúc. Mình phải luôn luôn ý thức được chuyện đó. Đây là sự quán tưởng chung. Còn theo trong kinh thì chúng ta có 4 điều quán tưởng. Thứ nhất là quán tưởng thực phẩm, 2 là y phục, 3 là chỗ ở, 4 là thuốc men. Thì nhờ như vậy đó, chúng ta có sự quán tưởng thì chúng ta có được cái sự thanh tịnh. Cái thứ hai là sự thanh tịnh của tâm. Thanh tịnh tâm á, thì nó có hai, một là chỉ và hai là quán. Tức là một là thiền chỉ, hai là thiền quán. Thiền chỉ nó có tác dụng giống như là lấy đá đè cỏ, làm cho những cái phiền não nó đè nén xuống, nó đè nén xuống, và mình sẽ không cảm nhận được những cái ô nhiễm của phiền não. Nó giúp cho mình rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Ngày hôm qua sư hướng dẫn cho quý vị cái gì? Một, buông. Cái buông đó là một khía cạnh thực hành của phương pháp hành xả, của cái phương pháp xả. Cứ buông, buông bỏ.
Cái thứ hai là mình rải tâm từ. Khi đó đó, quý vị có cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng, cảm nhận được những cái gánh nặng mình đã bỏ xuống, mình nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Những cái ưu tư, những lo lắng, những cái sự trói buộc là mình đã đè nó xuống rồi, mình đã vượt qua. Mình dùng cái từ đè thì nó suy nghĩ là nó chưa có sát, mà nó giống như là mình để nó qua một bên. Tự nhiên là mình tạm thời là mình để nó qua một bên, rồi mình trở nên rất là nhẹ. Thì khi mà mình nhẹ như vậy ấy, ngày hôm nay mình, những cái ngày tiếp theo mình đi qua cái bước kế tiếp, đó là gì? Thực hành thiền quán. Để chi? Để nhổ tận gốc rễ. Nhớ, cái chuyện mình đè nó, mình để nó qua một bên, nó còn sống. Những cái ưu tư nè, những cái lo lắng nè, những cái phiền não mình để nó qua một bên rồi, nó vẫn còn đó, nó chưa có mất. Thì bây giờ mình sẽ thực hành tứ niệm xứ. Để chi? Để mình giải quyết tận gốc rễ của nó. Đức Thế Tôn dạy: này các tỳ kheo, đây là con đường có một mục đích, hướng cho sự thanh tịnh của chúng sanh, cho việc chế ngự sầu bi, cho sự tiêu tan khổ ưu, cho sự chứng đạt trí tuệ và cho sự giác ngộ niết bàn, tức là bốn sự thiết lập niệm. Đầu tiên á, cái Ekayano, thì cái Eka là một, mà Ayana là con đường. Thì cái Ekayana chúng ta không nên hiểu là con đường duy nhất nha. Không nên hiểu là con đường duy nhất, mà cần phải hiểu đó là con đường chỉ có một đích đến. Đó là con đường không có lối rẽ đó, chứ không phải là con đường độc nhất nha. Nó là con đường độc đạo, chứ nó không phải là con đường độc nhất. Bởi vì có cái đoạn chú giải như thế này: Ekagana Maggo Tí Eka Maggo Ayang Maggo Na Duê Tha Patha Phu Tô Tí E Quang Ách Thô Đách Thập Bồ. Cái này ở trong Nít Đê Xá, tức là đại diễn giải do Ngài Chánh Thân Ngài đã dịch. Tức là mình không nên hiểu đây là con đường duy nhất, mà mình nên hiểu đây là con đường chỉ có một đích đến, là Niết Bàn. Con đường không có lối rẽ. Cái vấn đề mà chúng ta gặp phải khi mà chúng ta đi trên con đường này là chúng ta phải vượt qua chính mình. Quý vị thực hành trên con đường tu tập, chúng ta phải vượt qua chính mình. Vượt qua cái gì? Vượt qua những cái ô nhiễm bởi tham, bởi sân, bởi si, rồi những cái tà kiến của mình, mình phải vượt qua. Mình vượt qua bằng cách nào? Bằng cách thực hành. Chứ còn mình nói vượt qua tham, vượt qua sân, vượt qua si thì ai cũng biết nói hết. Nhưng cụ thể mình làm bằng cách nào thì như thế này. Thứ nhất, này các tỳ kheo, đây là con đường có một mục đích, cho sự thanh tịnh của chúng sanh, cho việc chế ngự sầu bi, cho sự tiêu tan khổ ưu, cho sự chứng đạt trí tuệ và cho sự giác ngộ niết bàn, tức là bốn sự thiết lập niệm. Thì thưa quý vị, cái trí tuệ ở đây là mình thấy được cái bản chất của thế gian này. Cái mục tiêu của việc mình thực hành tứ niệm xứ là để mình thấy được bản chất của thế gian này. Thấy bản chất của nó là gì? Nó là duyên hợp.
Tức là cái gì nó cũng do duyên mà có và cũng do duyên mà mất. Tất cả mọi thứ đều là duyên hợp. Rồi gì nữa? Tất cả đều là vô thường. Các hành là vô thường. Thể cái gì do duyên thì cái đó là vô thường. Mục đích của việc thực hành tứ niệm xứ là để chúng ta thấy được bất kể cái gì chúng ta nhìn thấy trước mắt này, nó đều vô thường. Bất kể cái gì chúng ta suy tư ở trong tâm, nó đều vô thường. Ngay cả các cảm thọ nó cũng vô thường. Như sư nói khi nãy, nó đau rồi nó lại hết đau, rồi nó lại đau, rồi nó lại hết đau, rồi nó lại đau. Cứ thế. Quý vị thực hành trong suốt cái khóa thiền, quý vị sẽ thấy rất là rõ sự vô thường. Và cái vô thường nó đi chung với cái sự khổ. Quý vị cứ thực hành đi, suốt 10 ngày thiền, quý vị sẽ thấy được một cái rất là rõ ràng. Đó là gì? Cái sự thay đổi oai nghi ấy, nó chỉ đơn giản là sự thay đổi từ cái khổ này qua cái khổ khác. Mình đau thì mình ráng mình chịu, thì mình vượt qua cơn đau. Để chi? Để đi đến cơn đau khác. Vượt qua cơn đau khác, rồi để đi đến cơn đau khác nữa. Mình ngồi rồi mình chịu không nổi, mình đứng dậy mình đi. Để làm chi? Rồi cũng chỉ là đổi từ cái khổ của việc ngồi qua cái khổ của việc đi thôi. Nó không có cái gì mà nó tránh khỏi sự khổ hết trơn. Quý vị thực hành trong 10 ngày này, quý vị sẽ cảm nhận cái sự khổ nó rất là rõ ràng. Mình phải thấy rõ sự thật về khổ, để mình nhìn thấy rõ sự thật về nguyên nhân của khổ, để mình mới biết được, mình ý thức được là chỉ có con đường thực hành theo tứ niệm xứ, thực hành theo bát chánh đạo mới là con đường duy nhất để mình thoát khỏi khổ, là cái duy nhất để mình nương tựa, ngoài đó không còn gì hết trơn. Từ từ đi, từ từ đi. Ngày hôm nay nói còn sớm, từ từ rồi quý vị sẽ thấy. Thì cái mục tiêu tối hậu là để mình chấm dứt vô minh và mình không còn phiền não nữa, để mình được giải thoát. Thì bốn nơi thiết lập niệm ở đây là gì? Đó chính là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Thì ở đây nè, ở trong kinh, gì là bốn? Ở đây này các tỳ khưu, vì tỳ khưu tẩy trừ tham ưu ở đời và sống tùy quán thân trong thân với nhiệt tâm, tỉnh giác và niệm. Tương tự như vậy với thọ, tâm và pháp. Cái buổi đầu tiên thì nó có lẽ nó hơi chán, tại vì sư cần phải cho quý vị biết một số cái thuật ngữ. Thứ nhất, nhiệt tâm. Nhiệt tâm là sao? Là mình nỗ lực, mình tinh tấn, mình đẩy mình lên để cho mình thiêu đốt cái sự lười biếng, cái sự giả dưỡi. Mình cần phải có sự tích cực, đẩy mình lên, thúc mình lên. Thấy mình mà nó bắt đầu nó lui sụp, chứ mình nó buồn ngủ, thì mình phải kích thích, mình đẩy cái tâm mình lên, đốt nó lên, thiêu nó lên, để cho nó trở nên nó nhiệt tình, trở nên nó mạnh mẽ, nó nóng hơn. Mình phải có cái phương pháp đó. Mình gọi là mình tự mình kích thích cái tâm của mình đó, để cho mình tỉnh lên. Thí dụ như bây giờ vị nào đang nghe mà cảm thấy buồn ngủ thì xoa đầu xoa tay, thậm chí là vuốt mặt, thậm chí là đứng dậy để cho mình tỉnh ngủ. Sư rất tiếc là tại vì sư đang đau họng cho nên sư không có nói lớn được. Thành ra là mà sư nói nó cứ đều đều vậy nè,
thì nhiều người là họ nghe hồi họ ngủ. Cái tỉnh giác và niệm, nhớ giùm sư, sati sampajanya. Sati sampajanya tức là niệm và sự tỉnh giác. Cái nhiệm vụ của anh niệm á là anh ghi nhớ, là anh không có quên. Anh ghi nhớ cái gì? Anh ghi nhớ cái đối tượng thiền của mình, anh ghi nhớ cái mục tiêu của mình, anh ghi nhớ cái bổn phận của mình. Đó là cái nhiệm vụ của anh niệm. Mọi người cứ bảo chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm, mà họ không biết rốt cuộc niệm là cái gì, bổn phận của niệm là cái gì, hành xứ của niệm là cái gì. Chị nhớ giùm sư, niệm sati, trong kinh sati sampajanya, thì cái sati là sự ghi nhớ. Mình cần phải nhớ mình đang thực hành cái gì, cái đối tượng của mình. Ví dụ như mình đang quán niệm hơi thở, thì lúc bây giờ cái đối tượng mình cần phải chú ý chính là hơi thở. Khi mình đang quán niệm hơi thở mà tự nhiên có ánh sáng, mình lo mình ngó ánh sáng, thì khi đó mình thất niệm. Nhớ, tức là mình quên cái đối tượng mình cần phải nhớ. Mình cần phải nhớ cái đối tượng thiền của mình chính là hơi thở. Giống như mình đang đọc sách, đang đọc sách, mở đèn lên, thì cái đèn đó là để nó soi rọi cho cái quyển sách, để mình đọc sách mình chú tâm hơn. Mà tự nhiên mình mở đèn lên, mình như con, y như mấy cái con mà con thiêu thân vậy đó. Mở đèn lên thì tự nhiên nhìn cái đèn, không nhìn quyển sách nữa. Nhiều người vậy đó, họ hành thiền hơi thở, có ánh sáng, tự nhiên họ ngó ánh sáng, họ không ngó hơi thở. Mình không phải con thiêu thân nghe. Thì khi đó mình để ý đến bất kỳ một đối tượng nào khác thì đó gọi là thất niệm. Mình luôn luôn tập trung chú ý, mình nhớ đến cái đối tượng thiền của mình, thì khi đó là mình đang có niệm. Định nghĩa của niệm á, ở trong Nít Đê Xá thì nó có rất là nhiều, nhưng mà sư đang nỗ lực sư giúp cho quý vị hiểu một cách căn bản nhất niệm là cái gì. Tức là mình nhớ cái mục tiêu của mình á là cái gì, mình không có đi lệch, mình không có đi lệch. Cái thứ hai là sampajanya, tức là cái sự tỉnh giác. Quý vị có dịch là tỉnh giác cũng được, giác tỉnh cũng được, mà tỉnh thức cũng được, nó là một thứ thôi. Chứ nhiều người á, sư nghe đồn người ta nói tỉnh giác là một thứ mà giác tỉnh là hai thứ, nghe nó mệt nó chết luôn vậy đó. Trong khi đó cái từ Pali là sampajanya, nó chỉ có một thứ thôi. Anh muốn dịch trên trời dưới đất gì đó thì tùy anh. Thì cái sampajanya có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái trạng thái cảnh giác, tỉnh táo và cảnh giác. Giống như một người lính canh gác cái cổng thành, người lính đó đó bắt buộc mình phải tỉnh táo. Đang buồn ngủ phải không? Phải kích mình lên để cho mình tỉnh táo. Và mình phải cảnh giác. Cảnh giác cái gì? Cảnh giác những người đi ra đi vào cổng thành, cảnh giác quan sát họ. Nếu như họ là người nào, họ là kẻ thù, mình phải biết ngay. Họ là cái người dân bình thường, mình phải biết ngay. Mình phải luôn luôn quan sát và cảnh giác. Kẻ địch vừa đến là mình phải biết. Cái nhiệm vụ của cái anh sampajanya là như thế. Được Đức Thế Tôn mô tả ở trong Tương Ưng là vị tỳ kheo vào ban ngày nhiệt tâm nỗ lực diệt trừ những ô nhiễm của nội tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền.
buổi chiều nỗ lực nhiệt tâm diệt trừ những ô nhiễm trong nội tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Vào đầu hôm, nỗ lực nhiệt tâm diệt trừ những ô nhiễm trong nội tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Vào canh giữa cũng thế. Vào canh cuối, nỗ lực nhiệt tâm diệt trừ những ô nhiễm trong tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Thì đó gọi là vị tỳ kheo tỉnh giác. Mình chỉ bám vào trong kinh thôi, bám vào trong kinh, đừng có bám cái sách này sách nọ, bám vào trong kinh. Tức là cái trạng thái tỉnh táo nha. Mình dùng cái từ tỉnh thức thì nhiều, nghe thì nó rất là hay, Hán, cái từ Hán nghe thì đương nhiên nó hay, nhưng mà nhiều người họ mơ hồ. Mình tỉnh táo, đừng có để cho mình buồn ngủ. Mình tỉnh táo như người lính á, canh gác cổng thành, nhìn cái nội tâm của mình, diệt trừ nó, cẩn trọng những cái nội tâm bất thiện xuất hiện và nỗ lực diệt trừ nó bằng cách nào? Bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Thì khi đó đó, chúng ta diệt trừ tham ưu ở đời. Chúng ta quán thân trên thân như thế nào? Thì trong cái khóa thiền á, chúng ta sẽ chia ra, chúng ta có 10 ngày thì sẽ chia ra là chúng ta sẽ quán thân thọ, tâm và pháp. Sư sẽ hướng dẫn quý vị một cách tuần tự ha. Thì trong khi ngồi á, ở đây thứ nhất là lại nữa, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu sống tùy quán thân trong thân như thế nào? Ở đây này các tỳ khưu, khi đến khu rừng hoặc đến gốc cây hoặc đến ngôi nhà trống, vị tỳ khưu ngồi xuống sau khi ngồi kiết già, giữ thân ngay thẳng, khiến niệm khởi sanh trước mặt. Vị ấy biết rõ khi thở vào, biết rõ khi thở ra. Đầu tiên mình ngồi kiết già thì như sư nói đó, các vị tỷ kheo thì ngồi kiết già, còn các vị tỷ kheo ni thì không có ngồi kiết già. Do cái đặc tính cấu tạo cơ địa của người nữ, cho nên người nữ tối đa chỉ ngồi bán già thôi, hoặc là ngồi kiểu chân trong chân ngoài, chứ người nữ không nên ngồi kiết già. Thôi lỡ quý vị hỏi tôi sẽ nói luôn. Do cái cơ địa của phụ nữ á, khi ngồi kiết già thì tham dục dễ sanh khởi. Điều này được nhắc đến ở trong tạng luật, hình như là cái phần tiểu phẩm hoặc là đại phẩm. Trong cái phần nhắc đến cái giới của tỳ kheo ni á, thì mặc dù đó là cái giới của tỳ kheo ni, tức là quý vị có ngồi kiết già quý vị cũng không có phạm giới, nhưng mà cái cơ địa phụ nữ thì có là tỳ kheo hay không thì cơ địa nó là như nhau, cho nên là sư không khuyến khích phụ nữ ngồi kiết già, bởi vì như vậy tự nhiên nó sẽ làm cho mình gặp cái trở ngại. Còn những người nam thì không có cái trở ngại đó, cho nên người nam thì sư khuyến khích nên ngồi kiết già. Đó là như vậy. Giữ thân cho thẳng thì quý vị có những vị á, ngồi thì có thể ngồi không cần cái gối, nhưng có những vị mà ngồi thì cần cái gối nó kê ở đằng sau để cho lưng của mình nó trở nên thẳng hơn. Thì tùy mỗi người thôi nha. Miễn làm sao mình ngồi cho nó vừa phải. Nhưng mà nhớ, mình đừng có quá chú trọng cái tư thế ngồi, mà mình quên đi cái chuyện làm cái tâm của mình. Nhiều người họ suốt thời gian hành thiền, họ chỉ ráng họ giữ cái thân họ cho nó thẳng thôi, còn cái tâm của họ là để họ coi cái thân,
chứ tâm của họ không có quan sát hơi thở. Rồi và cái câu là khiến niệm khởi sanh trước mặt, tức là mình cần phải có sự ghi nhớ, sự chú ý, sự lưu tâm ở trước mặt của mình. Lưu tâm cái gì? Thở vào, biết là thở vào. Thở ra, biết là thở ra. Thứ nhất, nhớ giùm sư nha, cái niệm ở trước mặt chứ không phải là cái niệm ở trên mũi, không phải cái niệm ở trên môi. Nhớ giùm nha, cái niệm ở trước mặt nghe, trong kinh là cái niệm ở trước mặt. Tại vì sao? Bởi vì khi chúng ta theo dõi hơi thở thì chúng ta phải tránh hai cái sự ô nhiễm của định. Nó làm cho định mình bị ô nhiễm. Được Ngài Xá Lợi Phất nêu trong Patthi Sampada Magga là cái bộ phân tích đạo á, Ngài Chánh Thân Ngài có dịch rồi. Thứ nhất là mình theo dõi dựa trên cái điểm xúc chạm của hơi thở. Mình theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm của hơi thở. Ví dụ như mình theo dõi ngay cái chóp mũi nè, hoặc là ở trong cái mũi nè, hoặc là ở trên chỗ cái môi nè, thì mình theo dõi dựa trên cái điểm xúc chạm của hơi thở. Nó sẽ làm cho định bị ô nhiễm. Tại vì sao? Tại vì khi mình theo dõi trên cái điểm xúc chạm ấy, khi định của mình trở nên sâu lắng hơn thì cái cảm thọ nó sẽ bị phóng đại ra rất là nhiều lần. Từ đó chúng ta sẽ có rất nhiều những cái cảm thọ bất lợi. Ví dụ như cảm thấy ngộp thở, cảm thấy nặng đầu, cảm thấy nóng ở trên đầu, đầu nặng mà thân nhẹ, hoặc thậm chí là cảm thấy nó lân lân, cơ thể mình giống như là nó bay bổng, nó lơ lửng. Thì toàn bộ những cảm thọ đó đều do mình đã theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm của hơi thở lên cơ thể. Cho nên từ xưa đến giờ ai mà lỡ theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm thì làm ơn bỏ đi. Tại vì nó hơi kỳ là chúng ta rất ít học cái thiền hơi thở thông qua những vị có nghiên cứu Patthi Sampada Magga. Nó dẫn đến việc là nhiều vị hướng dẫn thiền hơi thở đã hướng dẫn quý vị theo dõi dựa trên điểm xúc chạm. Rồi từ đó nhiều vị theo dõi hơi thở cứ cảm thấy ngộp thở là một nè, cảm thấy nặng đầu là hai nè, rồi rất là nhiều những cái cảm giác mà nghe qua là biết liền, theo dõi hơi thở trên điểm xúc chạm. Và Ngài Xá Lợi Phất đã nhắc trong Patthi Sampada Magga là nó làm cho định bị ô nhiễm. Thành ra mình tránh cái này ha. Cái thứ hai mình cần phải tránh là tránh chạy theo hơi thở. Tức là một số người khi họ theo dõi hơi thở, họ theo dõi thở vào, họ đi theo hơi thở đi vào trong cơ thể, đi vào phổi, thậm chí nhiều người đi xuống bụng luôn. Họ theo dõi cái hơi thở đi xuống bụng, rồi sau đó họ theo dõi hơi thở từ bụng đi ra khỏi cơ thể. Thì khi họ chạy theo hơi thở như thế, họ làm cho cái định bị ô nhiễm. Do đâu? Nó giống như một cái đèn cầy vậy đó. Mình để yên thì nó sáng, mà mình cứ chao đi chao lại, chao đi chao lại thì nó sẽ không có sáng được.
Cái định á, bản chất của định là nó phải ở yên một chỗ, mà mình cứ bắt nó chạy tới chạy lui thì làm sao mà nó định cho được. À, rồi khi mà mình thở vào, nó có cái sự móng, sự ngóng trông chờ hơi thở ra, à, thì nó làm cho định bị ô nhiễm. Rồi khi mà hơi thở ra thì mình lại có cái sự trông chờ hơi thở vào, nó làm cho định bị ô nhiễm. À, Ngài Xá Lợi Phất nói có tới 18 điều, nhưng mà sư gom lại thì chỉ nhớ giùm sư hai chuyện thôi. Thứ nhất, tránh việc theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm. Thứ hai là tránh việc theo dõi hơi thở dựa trên sự chuyển động của nó. Mình phải tránh nha. À, mình chỉ cần biết thở vào, biết là thở vào, thở ra, biết là thở ra. Làm ơn, làm phước. À, những cái thở vào dài, tôi biết thở vào dài, thở ra dài, tôi biết thở ra dài, thở vào ngắn, tôi biết thở vào ngắn, thở ra ngắn, tôi biết thở ra ngắn. An tịnh thân hành, tôi thở vào, an tịnh thân hành, tôi thở ra. Để nó qua một bên giùm sư. Nghe lời sư, để nó qua một bên giùm sư. Cái sự nhận thức những đặc điểm của hơi thở là dành cho những người có định thâm sâu. Tức là các vị đó đã chứng được thiền hơi thở. Cụ thể ở đây là chứng tứ thiền hơi thở. Thì sau đó cái vị mà chứng tứ thiền hơi thở đó, vị đó đi ra khỏi tứ thiền, vị đó quan sát được đặc tánh của hơi thở. Còn mình ấy, cái định mình còn rất là yếu, thì làm ơn làm phước đừng có đọc kinh mà mình chạy theo những cái đặc tánh đó. Định mình không có nổi, mình làm quá nhiều việc thì nó sẽ kẹt. Cho nên ngày hôm nay cái nhiệm vụ của quý vị là gì? Giống như quý vị để quý vị biết là những cái người hút thuốc lá không? À, khi họ hút thuốc, họ thở ra đường mũi thì nó sẽ có cái cột không khí, có luồng không khí, à, nó tuôn ra. Thì rõ ràng mình thở vào thở ra thì nó đều có cái luồng không khí như thế này hết. Ừ. Thì sư giả sử ha, à, mình để một cái cục bông gòn ở trước mũi nè. Quý vị tưởng tượng mình đang cầm cục bông gòn ha. Mình để cục bông gòn ở trước mũi, thở vào thì cái hơi thở, cái không khí ấy, nó đi ngang qua cục bông gòn, à, rồi nó đi vào trong mũi của mình. À, thì mặc dù á, chứ nó mặc dù mình không nhìn, nhưng mà mình vẫn cảm nhận rõ là cái không khí nó đi qua cục bông gòn, nó đi vào trong mũi. Thậm chí nhiều người họ thấy hơi nhột nữa là lần khác. À, rồi khi thở ra mình biết rõ cái luồng không khí nó đi qua cục bông gòn, nó đi ra ngoài, thì cái vị trí của cục bông gòn đó là cái vị trí chúng ta quan sát hơi thở. Tức là nó không có quá gần để nó chạm vào cơ thể, nhưng nó cũng không quá xa để mình không cảm nhận được nó. Nó ở cái vùng vừa phải thôi. Nó nằm ở trong cái luồng hơi thở của mình, nhưng mà nó nằm ở giữa như vậy nè. Nó không quá gần cũng không quá xa. Đó, nó nằm ở khoảng giữa. Mình cứ tiếp tục mình theo dõi thôi. À, mình dùng cái tâm mình để mình biết đây là cái điểm quan sát hơi thở. Thở vào, hơi thở đi ngang qua cái điểm đó. Thở ra, hơi thở đi ngang qua điểm đó. À, thì mình quan sát trên cái điểm này
quan sát trên cái điểm này. Ngày hôm nay tập dùm sư quan sát hơi thở dựa trên cái điểm ở trước mũi. Thở vào, biết là thở vào. Thở ra, biết là thở ra. Nè. Nhớ, nó không có chạm vào cơ thể nha, nó ở bên ngoài nè, nó bên ngoài. Đó, nó không có chạm vào cơ thể. Nó nằm ở bên ngoài. Và khi mình đứng dậy, mình đi thiền thì cái điểm theo dõi hơi thở nó vẫn không thay đổi, nó vẫn tiếp tục nó ở đó. Mình đi mình vẫn tiếp tục theo dõi cái điểm hơi thở nha, vẫn tiếp tục theo dõi cái điểm hơi thở. Như sư nói ngày hôm qua, như người tử tù bưng một cái chén dầu tràn đi, làm sao đó để cho chén dầu không có bị đổ. Thì khi mà mình đứng dậy á, mình theo dõi hơi thở cũng tương tự như vậy nha. Đi, khi đang đi thì mình vẫn, cái tâm của mình á, vẫn đặt ở cái điểm hơi thở. Thở vào, biết là thở vào. Thở ra, biết là thở ra. Nếu như mà nó bị dao động, nó bị mất thì đứng lại, đứng lại, quan sát, tiếp tục quan sát hơi thở. Nhớ dùm sư, đừng có đánh đồng bước chân với hơi thở. Nghĩa là bước một bước là thở vào, bước một bước là thở ra. Đừng có đánh đồng cái đó nha. Quý vị đánh đồng cái đó là quý vị sẽ kiểm soát hơi thở. Nhớ, mình chỉ theo dõi thôi. Đó, theo dõi, thở vào, thở ra, ghi nhận, quan sát trên cái điểm đó thôi. Lúc mình đi, đứng, nằm, ngồi thì cái tâm của mình á, đều đặt ở cái điểm quan sát hơi thở. Thở vào, biết là thở vào. Thở ra, biết là thở ra. Lưu ý giùm sư cái điểm đó thôi. Trong ngày hôm nay quý vị chỉ lưu ý cái hơi thở giùm sư nha. Rồi trong cái quá trình thực hành á, có vấn đề gì thì quý vị đến gặp Liên sư, sư sẽ hướng dẫn chi tiết nha. Đừng có ngại cái chuyện là đến gặp sư, bởi vì đến gặp sư thì quý vị sẽ được sư là tiếp xúc là one by one đó. Thì chúng ta sẽ dễ tiếp thu hơn. Sư không phải con cọp ha. Cho nên là đừng có ngại. Sư biết nhiều người không biết sao mà cứ ngại gặp sư. Sư đâu có ăn thịt quý vị đâu mà lo. Thương không hết mà. Đó. Rồi, ngày hôm nay chỉ như vậy thôi. Và chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút. Sau đó nghe tiếng kẽn thì quý vị sẽ tập trung lại ở đây. Chúng ta hơi thay đổi cái giờ giấc một tí xíu. Theo đề nghị của Hòa Thượng thì mình sẽ có cái mâm huê, dân mâm huê cho Tăng, rồi tắc bạch cho Tăng ở đây. Sau khi sư chúc phúc thì sư sẽ dẫn quý vị từ ở thiền đường nè, dẫn quý vị đi xuống rồi đi ra luôn. Thì cứ như vậy đó, rồi sư sẽ đi sau, rồi tới tu nữ, rồi tới hai hàng nam, rồi tới các bạn nữ. Thì mình cứ như vậy mình cứ đi tiếp ha. Rồi, và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cũng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa đinh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết,
nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sau đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sa Kha Gia.